Chào các bạn. Trong phần xây dựng giao diện ứng dụng, chúng ta sẽ làm quen với bài tập đầu tiên, có yêu cầu như sau. Đây là màn hình đăng nhập, thể hiện thông tin của người dùng và mật khẩu khi đăng nhập vào hệ thống. Và nhiệm vụ của chương trình sẽ đi kiểm tra thông tin có hợp lệ hay không. Sau đây sẽ là phần phân tích yêu cầu của đề bài. Trong phần thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập vào người dùng và mật khẩu, sau đó chúng ta đi xử lý kiểm tra thông tin có hợp lệ hay không. Thông tin xuất sẽ là những cái thông báo cho biết thông tin đăng nhập hợp lệ hay là không hợp lệ. Cụ thể hơn trong phần hướng dẫn giải, chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là thiết kế màn hình. Thì với những điều khiển trên form thì những cái textbox cho phép chúng ta nhập mật khẩu, thì các bạn chú ý cái thuộc tính đó là password char. Password char thì chúng ta muốn thể hiện cái ký tự nào thì các bạn có thể để những cái ký hiệu tương ứng, ví dụ như là ở đây là A0, thì khi chúng ta nhập bất kỳ ký tự nào nó đều thể hiện là A0. Khi xử lý chức năng thì chúng ta đầu tiên khi mới mở form thì chúng ta sẽ tạo sẵn một cái danh sách người dùng. Thì ở đây các bạn sử dụng hash table để tạo ra danh sách người dùng và mật khẩu theo cái cú pháp, đó là tên của hash table.s, tên và mật khẩu. Chú ý, tên ở đây là một cái key, có nghĩa là một cái khóa, là nó không được phép trùng. Mật khẩu nó có thể xem như một cái giá trị, một cái value. Đối với nút đăng nhập thì chúng ta sẽ kiểm tra việc đăng nhập có hợp lệ hay không. Thì đầu tiên chúng ta khai báo người sử dụng là user và lấy giá trị từ trên form. Và bắt đầu đi kiểm tra, nếu như người dùng không có trong danh sách thì chúng ta sử dụng cái phương thức contain key, rồi chúng ta truyền vào một cái user. Thì phương thức này nếu trả về bằng true có nghĩa là có tồn tại. Còn nếu không, not như thế này thì chúng ta trả về là người dùng không tồn tại. Ngược lại thì chúng ta sẽ đi kiểm tra tiếp mật khẩu. Thì các bạn khai báo một cái password và chúng ta lấy giá trị. Thì muốn lấy password của cái người dùng đang đăng nhập thì chúng ta dùng cái thuộc tính item của danh sách, đây là tên của hash table. Rồi chúng ta truyền vào cái key là user thì nó sẽ trả về cái mật khẩu tương ứng. Và chúng ta sẽ đối chiếu cái password mà chúng ta đang sử dụng ở trên form với cái password mà chúng ta đã tạo trong danh sách. Nếu như bằng nhau thì chúng ta thông báo là đăng nhập thành công. Còn ngược lại thì các bạn thông báo là mật khẩu không hợp lệ. Còn với nút thoát thì chúng ta sẽ hỏi xem bạn có chắc thoát không. Rồi nếu đồng ý thì chúng ta đóng form lại qua phương thức là me.close. Sau đây sẽ là phần bài giải cụ thể của màn hình đăng nhập. Thì các bạn thấy chúng ta chú ý cái thuộc tính password char của cái textbox cho phép nhập mật khẩu. Chúng ta nhập vào cái ký tự ở đây là A0. Rồi ban đầu khi mới mở form thì chúng ta tạo ra một cái danh sách. Ví dụ chúng ta có cái danh sách như thế này. Rồi đây là những cái giá trị tùy ý các bạn thích. Thì các bạn tạo ra danh sách tương ứng theo cái danh sách của mình. Phần đăng nhập thì chúng ta làm như đã hướng dẫn. Sau đây chúng ta sẽ chạy chương trình. Ví dụ người dùng đầu tiên là chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu. Thì báo là chào mừng đăng nhập thành công. Còn nếu như chúng ta sửa lại một cái password nào đó chẳng hạn thì nó báo là mật khẩu không hợp lệ. Hoặc là một cái người dùng nào đó
chưa có trong danh sách thì chúng ta sẽ báo người dùng này không tồn tại. Như vậy là chúng ta vừa xem xong phần bài giải của màn hình đăng nhập. Thì với màn hình đăng nhập này, chúng ta có thể tạo ra những danh sách người sử dụng cho chương trình để có thể cho phép hay là không cho phép những quyền truy cập. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.